Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm một chiếc chạm hàn để sử dụng chúng ta hàn những cái loại pin laptop, ví dụ như pin 18650 hoặc là chúng ta có thể sử dụng để làm hàn điểm. Ở đây thì mình có đặt mua một bộ phụ kiện bao gồm một bộ kim hàn và dây điện kết nối như ở đây. Vì trong chiếc hộp này sẽ có thêm một cái mạch. Đó chính là một cái mạch điều khiển hay gọi là cái mạch chuyên dụng dành cho máy hàn tiếp điểm. Đây là cái bo mạch chuyên dụng dành cho máy hàn tiếp điểm. Bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Khi các bạn mua về thì các bạn sẽ được một cái bo mạch của máy hàn tiếp điểm như thế này. Đây. Thì phụ kiện kèm theo cái bộ này sẽ bao gồm ở trong cái túi này, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây là các phụ kiện bao gồm bu nông kết nối này, và một con tụ này, và một cái còi chip này. Ở đây là kẽm hàn. Bây giờ thì mình sẽ phải lắp ráp thêm một số phụ kiện cho cái bo mạch chủ kia thì nó mới hoạt động được. Thì người ta sẽ kèm cho bạn một con tụ này. Thì ở trên bo mạch này các bạn sẽ nhìn thấy ký hiệu để chúng ta lắp ráp con tụ điện này vào đây. Các bạn chú ý là vạch trắng của con tụ điện chúng ta sẽ lắp ráp vào vạch trắng ở trên bo mạch. Và đây là cái còi chip, các bạn chú ý là ở đây có một cái đầu cực là cực dương hay gọi là dấu cộng. Thì các bạn sẽ lắp đúng vào trên bo mạch như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành hàn tất cả các linh kiện này vào với nhau. Và sau khi mình đã hàn tất cả các linh kiện, đó chính là còi chip và tụ hóa trên tấm bo mạch PCB này. Bây giờ mình cần phải làm một cái nữa, đó chính là mình sẽ làm thêm một cái bộ phần khung. Ở đây thì mình sẽ sử dụng gỗ để làm phần khung cho cái chạm hàn này. Ở đây thì mình đã cắt sẵn tất cả các mảnh gỗ ở đây. Bây giờ công việc còn lại đó chính là mình sẽ lắp ghép cái khung này lại. Các bạn hãy xem mình làm nhé. Vậy là mình đã làm xong cái phần khung này. Bây giờ thì mình sẽ cần một cái tấm nhựa trong suốt. Mình sẽ đặt lên đây và mình sẽ làm cái phần nắp đậy. Mình sẽ đặt lên đây và mình sẽ cắt ra được một cái nắp đậy từ cái nhựa trong suốt này, hay thường gọi là nhựa mica trong suốt, để làm phần bộ phận nắp đậy để cho nó đẹp hơn. Sau khi đã hoàn thành xong bộ khung cho chạm hàn này, bây giờ mình sẽ tiến hành công việc đó chính là mình sơn trang trí cho chiếc chạm hàn này, nó sẽ có một chút thẩm mỹ và đẹp đẽ hơn.
Tại phần khung này, sau khi mình đã sơn xong và hoàn thành thì bây giờ mình sẽ đặt cái mạch này lên và tạo một cái đường rãnh nữa để lắp đặt cái mạch này nó xuống sâu hơn. Mình sẽ sử dụng bút chì và đánh dấu và mình sẽ tiếp tục mình tạo thêm cái đường rãnh nó sâu xuống một chút. Đây, sau khi mình đã tạo được một cái đoạn rãnh và mình đã lắp đặt vừa cái mạch vào cái bộ phận khung này. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn cách đấu nối dây. Ở đây có chữ input và output, output trừ và output cộng. Các bạn sẽ nối hai cái bộ phận que hàn này vào đây. Đây chính là bộ phận kim hàn. Ở đây sẽ thêm một cái cọng dây nữa để nối tới cực dương của ắc quy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành đấu nối tất cả các linh kiện này vào, cái bo mạch này vào cho các bạn xem nhé. Như vậy là mình đã đấu nối xong. Ở đây là bộ phận kim hàn. Còn cái bộ phận đầu ra ở phía bên tay phải, như các bạn nhìn thấy ở đây, thì mình sẽ nối vào hai cái kẹp của ắc quy. Vừa rồi mình đã hoàn thành tới 95% công việc cho chiếc chạm hàn này. Công việc còn lại mình sẽ hàn thử một cục pin 18650. Nguồn điện để cho chiếc chạm hàn này hoạt động thì các bạn sẽ sử dụng nguồn điện 12V từ bình ắc quy axit chì có dung lượng tầm khoảng từ 7A cho tới 300A trở nên. Nguồn điện là 12V cho tới 14,6V. Bây giờ thì mình sẽ kết nối nguồn điện từ cái bình ắc quy axit chì này để cho chiếc bo mạch này nó hoạt động. Các bạn chỉ việc kẹp hai cái đầu kẹp này vào hai cực của nguồn điện ắc quy. Trên cái bo mạch này thì nó sẽ có một cái nút khởi động, cũng là nút điều chỉnh cái mức độ gọi là nhịp xung để hàn. Thì các bạn sẽ nhấn vào đây, nó sẽ có tiếng kêu píp píp. Tiếng kêu này sẽ báo hiệu cho bạn biết xung nhịp và tốc độ hàn của cái bo mạch này. Cái xung nhịp này chúng ta có thể điều chỉnh bằng cách chúng ta nhấn nút. Và các bạn sẽ nhìn thấy đèn ở đây nó sáng và nó sẽ có tiếng kêu theo cái khung thời gian nhất định. Mình sẽ hàn thử cái cục pin 18650 này xem nhé. Thank you.
Phải công nhận là sau khi hàn xong thì cái kẽm hàn này nó được dính trên cái bề mặt của viên pin sắt 18650 này rất là chặt. Mình sẽ thử giật ra xem như thế nào. Đây các bạn thấy những cái mối hàn ở đây gắn lên đây khá là tốt. Mình sẽ hàn thử một cục pin 18650 khác. Cục pin này là cục pin mới chưa hàn một lần nào cả. Mình sẽ tiến hành hàn thử cho bạn xem. Mối hàn ở đây có độ bám dính rất là tốt và rất là chắc chắn. Các bạn sẽ phải sử dụng một cái loại lực rất là mạnh thì các bạn mới có thể kéo và giật được cái mối hàn này ra ngoài. Với những mối hàn chắc chắn như thế này thì mình nghĩ giúp cho công việc kết nối tất cả các loại pin 18650 cũng như là loại pin sắt khác nhau kết nối lại với nhau sẽ tốt hơn. Bây giờ là công việc cuối cùng, mình sẽ lắp đặt lên đây một cái nắp đậy bằng nhựa trong suốt. Trên cái nắp đậy này thì mình có khoan một cái lỗ để chúng ta lắp nút nhấn. Bây giờ mình sẽ tiến hành công việc lắp đặt tất cả các nút nhấn và cũng như mặt kính này lên cái chạm hàn này. Các bạn hãy xem mình làm nhé. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một chiếc chạm hàn sử dụng để hàn pin xe điện cũng như là pin laptop, một số loại pin như 18650 hoặc là pin sắt khác nhau. Với chiếc chạm hàn này các bạn nhìn thấy ở đây mình cầm trên tay thì nó vừa gọn trong lòng bàn tay, giúp cho công việc thì các bạn khi đi đâu đó thì các bạn cầm cái chạm hàn này đi, nó rất là gọn và rất là tiện. Các bạn thấy chiếc chạm hàn này của mình như thế nào? Các bạn thấy hay thì nhấn like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Bye bye!